Thùy Liên xin kính chào quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Như chúng ta cũng đã biết, cuộc sống hiện đại luôn đồng nghĩa với những áp lực, lo lắng, căng thẳng. Bên cạnh đó, việc tiếp xúc thường xuyên với các thiết bị điện tử, công nghệ, chế độ ăn uống mất cân bằng, chế độ ngủ nghỉ chưa hợp lý. Điều đó đã dẫn đến một tỷ lệ không nhỏ nam giới ở Việt Nam và một số nước trên thế giới đang đối mặt với một vấn đề về sức khỏe, đó chính là yếu sinh lý. Và để tìm hiểu về vấn đề này, hôm nay chúng ta có một cuộc gặp gỡ và trò chuyện cùng với thạc sĩ bác sĩ Vũ Thịnh, giám đốc của Viện Y học Bản địa Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin kính chào bác sĩ ạ. Xin kính chào các quý vị khán giả. Hôm nay tôi rất là vinh dự được chia sẻ về vấn đề chuyên khoa mà các vị đã nêu lên, vấn đề yếu sinh lý và nguyên nhân của nó. Thế nói đến yếu sinh lý thì chúng ta phải hiểu có hai vấn đề là yếu sinh lý do chức năng và yếu sinh lý thực thể. Chức năng là gì? Nếu khi yếu sinh lý chức năng á, thì dù các bạn có dùng Viagra mà cái tâm hồn nó không bất ổn, nó không định thì cũng không lên được. Thành ra là cái yếu sinh lý có hai vấn đề. Về chức năng thì yếu sinh lý đó là do kinh tế, cuộc sống, như vừa rồi bạn Thùy Liên có nêu, thì cuộc sống nhiều làm cho người đàn ông công việc mệt mỏi, stress, rồi tất cả những cái đó, rồi bất đồng trong mối quan hệ vợ chồng không được cải thiện, ức chế, thì tất cả những cái đó thuộc vấn đề sinh lý. Chưa nói đến những cái bệnh mãn tính. Thế thì ở đây nói về thực thể thì là những cái vấn đề trực tiếp đến cái yếu sinh lý của đàn ông, trong đó có suy giảm nội tiết tố, có các bệnh mãn tính kèm theo, rồi ở những người lớn tuổi gọi là mãn dục nam, thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta gây ra vấn đề yếu sinh lý. Và nó hiện tượng nó là như thế nào, là gì? Người đàn ông vẫn còn trẻ, vẫn còn sung sức, nhưng mà trên bảo dưới không nghe. Thế nguyên nhân của nó thì chúng ta thấy rồi, do áp lực công việc, rồi những bệnh mãn tính đi kèm. Tóm lại là vấn đề yếu sinh lý nó sẽ gây cho những cái chất lượng cuộc sống của gia đình hạnh phúc là không đảm bảo. Vậy là vấn đề yếu sinh lý này là quả thật là một vấn đề sức khỏe rất là phức tạp và khó nói, đúng không bác? Thì Liên xin phép được hỏi thêm bác sĩ, đó là vấn đề yếu sinh lý thì mình có giải pháp nào để có thể giải quyết những vấn đề bác sĩ vừa nêu trên được không ạ? Cái giải pháp thì chúng ta cũng đi theo hai cái hướng đó. Một vấn đề giải pháp về chức năng. Nếu như nguyên nhân yếu sinh lý chức năng thì ta giải quyết chức năng. Mà nguyên nhân nó là thực thể thì chúng ta phải giải quyết thực thể. Vì vậy vấn đề yếu sinh lý là chúng ta phải đi tìm hiểu những nguyên nhân. Chính vì thế cái phòng khám nam khoa chúng ta đã bắt đầu là phát triển ở Việt Nam. Thế thì nguyên nhân của chức năng, ví dụ như là đời sống, cuộc sống của người đàn ông, áp lực của kinh tế, áp lực stress, chạy đua với cái thời cuộc, rồi tất cả những cái bất đồng trong cái sinh hoạt vợ chồng, thì đấy là những cái là về giải pháp chức năng. Thế còn về thực thể thì là gì? Ở những người đàn ông có khi là trẻ rồi nhưng mà vẫn đã xuất hiện những cái yếu sinh lý rất sớm, thì nó kèm theo thứ nhất là những cái bệnh mãn tính đi kèm theo. Ngày xưa người ta cứ nói bệnh mãn tính là của người lớn tuổi, nhưng thực ra bây giờ mãn tính là của người trung niên và trẻ tuổi cũng đã có, hoặc là mãn dục nam. Mãn dục nam nó kéo sớm, nó kéo lên sớm cũng làm cho người đàn ông là cũng bị là chất lượng cuộc sống giảm. Thế thì chúng ta phải cải thiện những vấn đề đó. Về bệnh mãn tính đi kèm có bệnh gì, chúng ta phải chữa bệnh đó. Thứ hai nữa là chúng ta phải kiểm soát được cái nồng độ testosterone của người đàn ông bằng cách là đi khám sức khỏe định kỳ. Thì như Thùy Liên được tìm hiểu là hiện tại trên Việt Nam, thì cái thị trường Việt Nam thì đang có rất là nhiều cái sản phẩm thảo dược để có công dụng là tăng cường sinh lý nam. Thì không biết là bác sĩ có thể tư vấn cho mọi người cùng biết là sản phẩm nào mà nam giới có thể sử dụng lâu dài nhưng mà rất là an toàn được không ạ? Thực ra cái như vừa rồi tôi có chia sẻ là cái đầu tiên là chúng ta phải xem cái nguyên nhân, chúng ta giải quyết cái nguyên nhân. Thế còn sản phẩm thì trên thị trường nhiều lắm. Hiện nay nó có hai cái dòng sản phẩm, như là sản phẩm thuốc Tây là nhóm PDE5. Nhóm này thì có thể giải quyết những cái vấn đề là nội tiết hay là những vấn đề kích dục rất nhanh. Nhưng mà gì? Thêm vào đó nó là cái tác dụng phụ rất là nguy hiểm.
Đấy, ví dụ như Viagra đã được mệnh danh là thần dược, thế nhưng sau này người ta phát triển ra là có những tác dụng phụ lâu dài. Thành ra là bây giờ những cái đó là phải dùng dưới sự kiểm soát của bác sĩ. Hiện nay xu thế thì lại đi về cái thảo dược tự nhiên, mà thảo dược tự nhiên thì có rất nhiều trên thị trường. À, các sản phẩm quảng cáo bây giờ bạn cứ lên mạng cũng sạc ra, nó như một ma trận. À, ai cũng quảng cáo là thảo dược là tốt. Thế vậy thì chúng ta phải xem ở đây như thế nào. Đặc biệt là một số cái thảo dược ở đây chúng ta có động vật và thực vật. Thì theo tôi được biết thì hiện nay là Viện Y học Bản Địa chi nhánh Hồ Chí Minh có sản phẩm là ngài tầm Covilic. Thì cái sản phẩm này là có bao gồm cả ngài tầm đực và 8 vị thảo dược. À, toàn những cái vị là có cái tên tuổi trong cái sách y văn của Việt Nam. Dạ, bác sĩ có thể đi hỏi là đối tượng nào sử dụng được ngài tầm Obelix ạ? À? Thì muốn biết được đối tượng nào sử dụng thì đầu tiên ta phải hiểu cái công dụng của ngài tầm Obelix. Dạ. Ngài tầm Obelix thì nó trong đó ngài tầm được mệnh danh là Viagra tự nhiên. Thì đấy là cái mà đặc biệt trên thị trường là hiếm có. Thế thì ngoài cái ngài tầm được ra thì còn 8 vị thuốc toàn là những mệnh danh đặc hiệu của là phái nam giới, ví dụ như dâm dương mắt mệnh danh là mỹ dược chi vương, là vua của các loài cây quyến rũ, hay là gai ma vương cao cẳng đó. Thì chúng ta thấy có 8 vị như vậy, và nó tác dụng thì ngoài tác dụng là tăng cường sinh lý, rồi tác dụng là hỗ trợ cho cái nội tiết tố của đàn ông, chống mãn dục nam, và đặc biệt là trong đó có cái cải thiện cái tinh trùng. Thế ra dựa trên cái yếu tố này thì ta có được các đối tượng gồm những người là rối loạn dương cương, những người mãn dục nam, rồi những người tinh trùng yếu, tinh trùng thiếu điều trị trong cái vô sinh. À, thế rồi những cái đối tượng là có những bệnh mãn tính cao huyết áp, thậm chí là một số người sau sinh thì cũng cải thiện được cái chức năng sinh lý. À, kể cả của phụ nữ, những người mệt mỏi, ốm, suy nhược cơ thể. Thì bởi vì sao? Cái ngày tầm Obelix không chỉ vấn đề là sinh lý nam, mà nó còn bổ sung, hỗ trợ cho thận, bổ thận tráng dương. Thành ra là tất cả các đối tượng chúng ta đều có thể sử dụng được. Nhưng sử dụng với cái liều bao nhiêu thì đấy là cái vấn đề mà chúng ta có thể quan tâm. Điều trị những cái liều là phổ thông thì chúng ta uống thông thường theo hướng dẫn trên lọ. Obelix thì chúng ta thấy ở chân này là cái lọ ngày tầm này thì ghi rất đầy đủ, có tờ hướng dẫn, có tờ hướng dẫn, chúng ta thấy đây là đặc trưng là con ngày tầm đực, và tờ hướng dẫn trong này, tờ hướng dẫn đây thì chúng ta thấy là ghi rõ cho các từng đối tượng, kể cả những đối tượng là bình thường duy trì sức khỏe phong độ. Chứ không phải đợi lúc ta ốm đau ta mới uống, mà ốm đau lúc đó uống thì lại theo cái liều nó khác. Thế trên đây chúng ta thấy thì lọ ngày tầm chúng ta thấy rất là đẹp, và bền, bảo đảm bảo quản được thuốc lâu. Cái màu tối này chính là cái màu để chống với ánh sáng, cho nên nghiên cứu chúng ta thấy thì đây là đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Vậy thì quả thật là đúng là cái ngày tầm Obelix này là một sản phẩm vàng cho nam giới nói chung và cũng như là các bệnh nhân yếu sinh lý đó riêng. Thì hôm nay bác sĩ có thể cho mọi người một số lời khuyên để có gì mình phòng ngừa cho bệnh yếu sinh lý được không? Thì chúng ta biết nguyên nhân rồi, như chúng tôi đã nói thì ta phòng ngừa lại dựa trên nguyên nhân. Ví dụ đầu tiên phải nói về cái tâm sinh lý, về cái cuộc sống thì mọi người là gì, những người đàn ông thì chúng ta thứ nhất là cố gắng cải thiện cái stress, công việc áp lực, làm sao chia sẻ, phân phối những cái đó. Cái thứ hai nữa là gì, tạo được cái môi trường vui vẻ giữa gia đình vợ chồng thì lúc đó mình không bị ức chế. Cái thứ ba nữa là gì, là về cái công việc ở nhà và cơ quan chúng ta phải hài hòa, thì đấy là cải thiện về cái tâm sinh lý. Thứ hai cải thiện về thực thể là gì, dù anh không có bệnh gì, nhiều người rất là khỏe lắm và tôi chả bao giờ có bệnh cả, ăn ngon ngủ ngon, thế nhưng mà gì, xét nghiệm testosterone là yếu. Thành ra là ít nhất là một năm ta phải xét nghiệm nội tiết tố một lần. Thế còn nếu như ta đã có yếu sinh lý thì 6 tháng một lần ta nên đến các cơ sở chuyên khoa, chúng ta kiểm tra xét nghiệm, và khi nó yếu đó thì chúng ta kịp thời vực nó lên ngay.
thì như vậy nó duy trì được. Chứ đừng đợi lúc nó yếu rồi thì bây giờ ta mới chữa thì vừa lâu vừa tốn kém. Thì đi xin cảm ơn người Nguyễn chia sẻ ngày hôm nay của bác sĩ, những kiến thức rất là hữu ích ạ. Dạ, thì chúc bác sĩ nhiều thật nhiều sức khỏe và có nhiều đóng góp cho cộng đồng ạ. Vừa rồi là những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Vũ Thịnh, giám đốc Viện Y học Bản địa Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ về hotline để được giải đáp và tư vấn 0967888943. Chương trình của chúng ta hôm nay kết thúc tại đây, thì Liên kính chúc quý vị khán giả nhiều sức khỏe và thành công. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau.